Xin chào tất cả mọi người, sau đây mình xin giới thiệu một số tính năng hay ở trên chiếc Toyota Veloz Cross Top. Đầu tiên đấy là cái tính năng phanh tay điện tử đây. Khi mình đang để cái nút chế độ phanh này, mình thắt dây an toàn ở hai ghế ghế lái và ghế ghế bên bên cạnh ấy. Bên cạnh đây thì mình không có người, đấy, chỉ có ghế lái thôi. Thì khi mình thắt này, bây giờ là mình cứ ga lên một cái là xe nó sẽ chạy kiểu đây. Bây giờ mình và nó sẽ, mình không phải ấn hạ phanh tay nữa. Khi mà mình muốn ấn hạ phanh tay thì mình lại phải ấn phanh chân rồi mình mới hạ được. Để như này mình ấn hạ thì nó sẽ không hạ đó, mà phải ấn phanh chân. Thế thay vì mình phải ấn phanh chân ấy, mình cứ ga lên cái là nó sẽ tự nhả ra đi, tức là phải ga lên đó là xe nó sẽ di chuyển. Đấy là cái tính năng đầu tiên mình thấy cũng rất hay. Đây là cái cảnh báo này, cảnh báo có phương tiện phía sau. Thì tính năng tiếp theo mà mình thấy nó hay ở trên cái màn hình của chiếc Veloz Cross Top này, nó là cái tính năng thông tin này. Đó, thì ở trong cái phần này nó sẽ có cái phần góc nghiêng đấy, mọi người có thể thấy là khung độ này. Đấy, thì khi mình đi đồi núi ấy, khi mình đi đồi núi thì mình sẽ dựa vào cái góc lên và góc xuống, thì mình sẽ quyết định là chạy cái số tay cho nó phù hợp. Thông thường thì khi mà chạy đồi núi để mà lên dốc thì là mình sẽ để ở D và bật power lên. Thế còn khi mà mình xuống dốc thì bắt đầu là mình mới chuyển về số tay. Đấy là cảm nhận sau một thời gian mình đi thử mấy cung đồi núi ấy. Nếu mà mình về số tay ấy, cảm giác như là xe nó bò nó yếu hơn là mình để D và mình bật power đó. Và bên cạnh đây thì nó sẽ có thêm cái thông tin kiểu như là cái nhiệt độ ngoài trời là bao nhiêu này, nhiệt độ nước làm mát này là bao nhiêu này, và cái điện áp của bình ắc quy là bao nhiêu. Thì cái phần thông tin này mình thấy cũng rất là hữu ích. Đây là cái màn hình thông tin này. Tiếp theo là về cái phần chế độ lái, thì có 3 chế độ lái. Thì mình thấy nó cũng có cái hay ở cái phần chế độ lái. Đấy là ví dụ bình thường là đây mình đang không chưa bật này, chưa bật chế độ lái nào này. Đó, thì là nó sẽ là chế độ bình thường này, tức là khi mình đè lổ máy lên thì nó sẽ là chế độ này. Thế còn là khi mà mình ấn driver một cái này, đó, thì nó tự động nó bật cái chế độ power lên. Tức là chế độ này là chế độ mạnh. Thì cái này ga lên thì để vượt xe thì nó rất bốc. Mình ga lên cái là cái vòng tua mọi người thấy là nó sẽ tăng lên ngay. Đấy là chế độ power. Cái tiếp theo là mình ấn vào giữ cái nút drive này. Đó. Thì nó sẽ chuyển về cái chế độ eco luôn, eco và power. Đấy. Thì bây giờ là nó sẽ ưu tiên cái chế độ power, tức là nếu mà mình ga lên mạnh lên thì là nó sẽ chuyển sang chế độ power luôn. Thế còn mình không ga thì nó sẽ là chạy ở chế độ eco. Thì cái chế độ power thì nó cái lượng nhiên liệu nó sẽ tiêu tốn hơn rất nhiều. Em để mà tắt cái power này đi. Thì bây giờ là mình sẽ ấn vào cái chữ drive này một lần nữa đó. Thì nó sẽ tự tắt cái chế độ power đi và nó sẽ để về cái chế độ eco để chạy. Cái chế độ eco là chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Thì thông thường nếu mà mình đi xa thì mình sẽ bật cái chế độ lên. Đó là một cái số cái tính năng mà mình cảm thấy rất hay ở trên chiếc xe Veloz này. Tiếp theo là mình test tiếp cái chức năng auto hold. Khi mình ấn vào cái hold một cái này thì trên cái này nó đây, mình ấn một cái thì nó sẽ bỏ này. Bây giờ ấn vào đây một cái thì là cái này nó hiện lên là chữ hold lên trên này, trên màn hình nó hiện chữ hold. Đó. Đấy và đây, tự nhiên là khi mà mình giảm phanh ấy
Giảm phanh ấy là mình không ấn hết phanh. Không ấn hết phanh thì cái chức năng hold của nó sẽ không hiện lên. Đấy. Nhưng mà khi mà mình sẽ đạp 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 hết phanh ấy, tức là không không phải là giảm phanh nữa mà đạp kịch kịch phanh ấy, thì là ví dụ đây bây giờ nó chưa đấy, mình đang giảm phanh nó giảm này đó, nhưng mà mình đạp kịch phanh này, đạp kịch phanh thì chữ hold nó hiện lên và như này, lúc này xe nó mới dừng, nó sẽ dừng hẳn lại và nó sẽ giữ đó. Thì bây giờ là mình sẽ không cần mình sẽ không cần phải phanh nữa, bây giờ mình chỉ cần ga lên thôi. Mình nhấn ga cái là xe nó lại lại tiếp tục đi này đó, nó tự bỏ bỏ cái hold đi đấy. Thì cái tính năng hold này nó phù hợp khi mà mình đi đi đường như là đi đường dài hoặc là đi trong nội đô ấy, nội đô mà có nhiều xe. Thế còn khi mà mình lùi ấy, khi mà mình lùi xe thì tốt hết là mình tắt cái tính năng auto hold đi, bởi vì là đôi khi mình lùi mình phải giảm phanh, phải có thể là ấn hết phanh để cho dừng xe ấy. Thì lúc đấy nó lại cái auto hold nó lại được được tích, hoạt động lên, cho nên là mặc dù mình đã gài số lùi rồi nhưng mà lúc đấy xe nó sẽ không lùi mà nó sẽ dừng lại. Chính vì vậy là khi mà mình lùi xe thì mọi người là cố gắng là mình không nên dùng cái, mình bỏ cái tính năng hold đi. Cái tính năng nữa mà mình rất thích ở cái chiếc xe Veloz này đó là cái tính năng nằm lạnh. Khi mà mình đi đi đường xa ấy, thì mình để cái đồ như chai nước này và những cái đồ gì lạnh lạnh để vào đây. Để đây mình đi khoảng 15-20 phút mình bỏ ra uống thì nó rất mát. Nó rất mát và đặc biệt là trong cái mùa hè này mà sử dụng cái để cái chai nước vào đây thì rất là thích. Thế nhưng mà cái xe Veloz này được cái phần điều hòa của nó, điều hòa của nó thì phải nói là rất là mát, mát rất sâu. Và nếu mà mình để đây thì đôi khi là mình cảm thấy nó rất lạnh, rất lạnh. Thì cái tính năng này cũng là tính năng rất hay ở trên Veloz này. Và nó sẽ có hai cái vị trí để, một cái là bên dùng cho người lái và một cái là bên phía kia dùng cho người ngồi ở ghế phụ ở phía bên. Đấy, thì hai hàng ghế trước đều có cái vị trí nằm mát, đồ uống như này.